Hoài Tâm Entertainment xin trân trọng cảm ơn công ty Star 2 đã đồng hành cùng với chương trình. Say trong tâm hồn ngất ngây, lòng này mang vương vấn. Và bên em kia bao nhiêu chàng mãi mê, cùng nhau tranh đua sao cho được có em. Đâu đâu ai hay em là người của anh, người anh yêu nhất trong đời. Hỡi người tình, đừng quên nhé em, đó chỉ là đùa vui đấy thôi. Chớ vội vàng mà quên mất đi người mà em yêu nhất. Chỉ mình anh yêu em, mỗi tình mình là đẹp nhất đó em. Tình yêu ta ôi quá tuyệt vời. Yeah, that's right baby. Listen up now, I belong to you and you belong to me. Oh baby, can't you see you're the one for me? I'll give you all of my heart, I give you all of my soul. So baby, please don't let go and let me hold you up close. Now take a ride with me into a fantasy, whatever it would be, that's what meant to be. Na 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 na, my baby girl. Say trong tâm hồn ngất ngây, lòng này mang vương vấn. Và bên em kia bao nhiêu chàng mãi mê, cùng nhau tranh đua sao cho được có em. Đâu đâu ai hay em là người của anh, người anh yêu nhất trong đời. Hỡi người tình, đừng quên nhé em, đó chỉ là đùa vui đấy thôi. Chớ vội vàng mà quên mất đi người mà em yêu nhất. Là đẹp nhất đó em, tình yêu ta ôi quá tuyệt vời. Hỡi người tình, đừng quên nhé em, đó chỉ là đùa vui đấy thôi. Chớ vội vàng mà quên mất đi người mà em yêu nhất. Hãy biết rằng cuộc tình anh trao em, hãy nhớ rằng chỉ mình anh yêu em. Mỗi tình mình là đẹp nhất đó em, tình yêu ta ôi quá tuyệt vời. Biết cái gì vừa dài vừa cứng đang nhô ra trong quần của thầy. Yêu thầy ghê quá à. Cây cây em hả thầy? Sai. Em biết cây 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 này cây. Sai luôn. Cây dù phải không thầy? Sai mấy. Em biết nè. Thôi em nghĩ bậy lắm Mai. Cái đó là cây cỏ đắp bột mới của công ty Xà Thu. Được thiết kế bền đẹp với lông cọ mượt và mịn, dễ đắp bột, cán cọ có lớp UV bọc ngoài chống trầy xước, sẽ giúp cho thợ nail tiết kiệm được thời gian. Mà thời gian là gì? Thời gian là tiền bạc. Bởi vậy, hôm nay chúng ta sẽ học về tài chánh.
Nhưng trước hết chúng ta phải học cái gọi là bản của chữ.